trời đục nó chết rồi Quỳnh, sao cái lỗ mũi em đen dữ Quỳnh. Ừ. Hử? Ủa sao cái lỗ mũi mà đen dữ vậy? Dừng em. Ừ, xong cho bị không cho. Rồi. Ờ. Ý cho luôn nè. Trời mà sao em về em khám lỗ mũi, sao cái lỗ mũi em nó ra cái nhộng đi. Anh nói dục mà giống buồn á, đừng á. Anh dục rồi dục mà gì thử tiên thử mà em rơi cái một quạch rồi mà bây giờ. Mà kêu em vẽ đây chị. Hử? Kêu vẽ đây chị. Vẽ đây đó mà thực hiện màn trôi chứ nhở. Lụm đâu có đây đâu đây nhỉ. Ừ, mẹ mua chứ lụm đâu mày khùng khùng nói tao mau như vậy. Cái chỗ mấy quần trong nặng mất bị khẩu trang nhìn đẹp gái chứ mày. Cái gì luôn á. À mày đi mày bị khẩu trang xúc đầu mẹ. Bây giờ anh với em sẽ thực hiện màn trò trò tên nha. Trò gì? Thì đấy là hai bạn đây là em biết đâu. Bây giờ là anh sẽ cớ cho em hiểu cái câu chuyện là hai mình trò. Mày Covid á. Đồ mày Covid gì mà ham đây là mình trò. Mày thôi mày đừng có nói đưa tao giấy lộ tay coi. Rồi. Đưa giấy lộ. Đưa giấy thử anh test thử cái lộ tay nó có bị không? Đâu. Đưa coi vô được chứ. Em hiểu chứ Quỳnh, em hiểu nãy giờ anh nói chưa? Ờ, hiểu rồi. Mẹ, rồi đi, giờ em cứ chạy ra đây. Rồi có gì chút mà anh nhé mấy là chạy vô nha. Ok. Bây giờ anh chờ tim xuống hả? À. Công nhận đang tim mình Quỳnh á, thông minh lắm các bạn. Mình nói một lần nó hiểu, nói ba bốn lần rồi nó mới hiểu luôn. Công nhận thông minh. Thôi giờ mình sẽ chờ đợi tim mình xuống là thằng cụ em, thằng Bi, thằng Thiết, thằng Phúc, thằng Nhân, thằng Xéo. A few moments later. Má làm gì quằn quằn quằn, lúc nào cô hai thành đi thường sớm. Đâu có hai con người đã biết làm gì luôn á. Còn nhà có buồn chắc bên kia nó cũng qua. Lúc nào tao cũng thích đi chung nhất luôn á. Làm gì vậy? Mẹ mày điên vậy? Vừa đây chứ công tay cho chị nhẹ người gái. Mà chị trắng mắt tao chi? Má nước nhiệt áo luôn hả? Hả? Chị bị điên cái ông ta ấy. Tụi nó chỉ cướp mẹ cái áo luôn mày. Chứ mẹ, mẹ làm mà nó sợ vậy đậu mẹ chút rồi hả mẹ. Nói nhà mà đi sao tao tay là cái áo con. Đưa nước tao xúc miệng luôn mẹ ơi. Ủa mẹ mày chết ào. Nó chỉ vừa nước xúc miệng nó luôn nữa nhá. Cái thang này chẳng gì vậy? Thế chúc mày thấy. Mẹ thiệt ấy. Mẹ nôi. Thay cái chai nước ở đây nó đồ nó lạnh vô hả? Mày điên sao chai nước đổ lạnh. Có điều tao không tự tiện gài nếp tục xin. Để mày xúc nước đây. Mày xúc nước đây. Chúc con cháu an toàn đi, rồi nói chuyện con cháu sạch sẽ. Tấu thiệt á, mẹ nó cùng nói mày hiếm chút đi. Mày chỉ nhiều mưa cho mày chỉ chút chiêu vậy cháu ơi. Cháu chút. Mày chỉ vô nhiều nó mưa khò được. Nhiều mưa khò được. Cháu để an toàn chỉ là nói gì mình được. Thôi má chứ. Khò là phải khò giấy chứ khò sao nữa. Khò là phải khò giấy chứ khò sao nữa. Má khò chừng nào chen nước mét vậy. Chờ mấy đứa xuống hả? Chờ mấy đứa con gái xuống bồng sát khuẩn mà chút rồi chiếc nó cẩu đồ ra tao sát không hết á. Hai đứa đúng không? Chào. Cháu mình bi đâu lên. Đi cho hai con ngồi khung nhau ấy. Kìa nó có gì đâu mà cẩu. Quỳnh nó như thế này. Cẩu gì? Điên nhau. Cẩu hết á. Điên nhau ấy. Điên nó ra xuống nhanh đi. Đồ quá rồi. Bây giờ tao làm nó đúng mức bê tết mẹ ra sạch sĩ đúng không? Ừ. Mày cũng mày thế ra nè. Người cưng ở trong cổ họng cho nóng ở trên quỳnh con người đâu. À đúng rồi. Tạm. Tên mình nay hạn chó đừng nói nước lửa nữa. Nước lửa ai mày? A few moments later. Khác bên người đi xuống nhanh đi. Lâu sâu. Nhà xác bên. Đó mày. Nhà xác bên đi như em làm nhà anh xa lắm sao vậy? Tại con Bi nó đi bơ đồ nói. Chờ nhị từ ai nữa sao vậy? Mới nói cái vài câu mà từ ai? Mẹ nói cái từ ai? Mẹ nói từ ai thì mày đi chết mẹ. Tụi nó chung nó mấy câu như bờ gì, tao nói đi bờ cho giờ sao tự ái mày. Khắp cỡ gì? À, mẹ nói mấy câu gì khép mày. À, nói mấy câu gì đi khắp. Lên lên. Cái làm gì vậy? Lên. Lên lên. Lên ra đây. Trời mà làm gì nó mới vậy? Ừ. Mày kính ngưỡng chú cài. Cái hộp
mày nó khủng tao chỉ mèn á. Tao mang kinh chú cãi đứa con mèn kinh chú mua chú bình lâu lâu á. Tao kêu ba lâu thì lâu quên chú được. Ba mày tao kêu chú cãi chứ chẳng lẽ từng nào tao kêu mà nó mất dạy gì khác cho tao kêu mày chú cãi mà. Chứ tao có nói gì đâu. Thì tao kêu không mà tao mang mang kinh của chú được được rồi. Mày ý là con nghe nó bị khủng sao nó qua nó vừa như con điên của mày. Vừa nó mới vừa nó chụp. Nhìn bó qua đồ ho đồ với mày. Nhớ mày. Tao quen cứ múc lửa mấy thằng nào giờ ho. Đụng bé cạt chú cái lẹ mày. Tao chắc không mày tới rồi nói chuyện với anh em. Tao chết nữa. Đâu kêu á. Thằng Quân. Lại thầy bảo này. Quân. Rồi sao vậy? Lại thầy bảo. Thầy tụ bé sao giờ, vậy? Giờ mình có ý mình cho mấy đứa kia. Quân có ý tưởng cho mình. Tao dám một chút tao với mày. Đưa tao mẹ đi. Bữa nay mình đi ăn bò bì nghén rồi á. Thế là quen clip hay giỡn? Thế là mình bài chuyện bài mẹ. Còn cái Quỳnh em sao đấy Quỳnh? Em làm cái xe xe vậy? Anh em bàn cái chỗ mà em tập trung nghe chút mà. Hồi nãy không biết rồi, tao đang không có nói mấy câu vậy, tự giải. Đi bờ, tao chửi mấy câu giờ tự ái hồn. Cầu giờ cái cầu, tính nó cầu lên, chữ hồn rồi. Lại đây nói nè, Quỳnh. Lại đây bảo. Chết em rồi má anh ơi. Lại đây. Tao mày nói chuyện với mẹ mày làm gì? Chết đi sống mày. Chết mày cho tao rồi. Ha mặt rồi anh thiết ơi. Ha mặt rồi anh thiết ơi. Nói cái bầu nha. Gia đình của em lỡ biết là chết em luôn á. Em biết sống thôi luôn á. Cuộc sống em buồn không? Có sống em hy vọng? Sao? Cái bầu của mình. Đừng mát. Đừng nói chuyện của em nha. Đừng nói cái bầu chuyện của em nha. Mà quen của em với người ta. Nhỏ đó mà mới nhỏ mà. Mới hàng gì hôm của em nó nhắn tin tao nó mượn gì 3 triệu. Không nhớ mà. Nhưng mà im cho mấy người ta qua làm tốt. Ông em ơi. Quán em mà đã dặn nó rồi. Em nói với anh Phúc em mới sống hơn 19 năm một đời của em rồi. Sao đủ mé em. Giải quyết rồi. Giải quyết rồi. Mấy tháng đâu. 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 Mấy mà nói nó vậy quan trọng là cái thằng nào, cái thằng nào làm quyền nào đứa nói cái câu đủ mẹ chẳng lẽ cái ông già mày để im cho nó nói phải của em không đợi nó xuống em hay ai hàng gì bới rồi xin lỗi lâu lét rồi mẹ mày điện nó xuống này giờ hôm nay nó hồi nó đúng rồi 3 triệu nó kêu là nó đi đâu á nó không dám cớ sao cái thằng đủ vậy à tao nghĩ nó đàng hoàng nó xuống nó làm sợ gặp ông già bà già của mình giờ em cũng biết ơi nữa giờ em có nhiều mối quan hệ em quan hệ nhiều người quá ai ốm mà rồi nó chặt chân của em ta chạy à cái mặt mày cháy mà mày quên hồi như món đồ má thì em phải quan hệ với người này người kia chứ cái thằng nào mà những cái mặt mày có cảm tình mà nó có hàng hờ với nhiều thằng bán đồ nó quan hệ với nhiều người đồ mày chẳng để cái câu đó chẳng lẽ thằng nào mua đồ nó là trời nó hay xào mày đúng đầu vậy nó vừa bán đồ vừa làm ai đừng có sống thọ mà danh dự nhân phẩm của em bây giờ này bây giờ em nhớ lại là cái em nào em nghĩ là thằng nào mấy mày đúng cùng với sao em phải xác định tới tụi anh lấy lại công bằng nha bây giờ em nghĩ là thằng nào nè chứ đỡ vậy là tụi anh không mấy chục người là giờ của em ấy cái gì mấy chục người mấy chục người luôn giờ của em nó có biết được không nè chủ này tháng kia nó mượn tiền đây là không làm gì hết hả thầy quyền là không biết không biết ai mà mày có nói không em thông báo ấy với mấy chục người đó rồi không em thông báo ấy với mấy chục người đó rồi ai ố thì mà ủa mày trước tao bò sao mấy chục người mẹ nó nói chứ giờ mày cứu em cứu em mày không chết gì không chết gì sao mày cứu sao vậy chứ nó cũng bị chứa đây mà mày không cứu em anh không mày tao nói mày bao lâu rồi mấy tháng rồi em đang nước tiếng hai bạc của em trong này giờ em đừng có lo lắng nữa em hiểu không giờ to lỡ để lỡ để làm lỡ để sai rồi nói chung là giờ anh khuyên em là mình cứ bình tĩnh thoải mái nuôi ăn của nó về ăn của nó à đồ mày nó buồn á à mình biết thằng nào đủ nó còn cứng bây giờ đầu ngầu xuống đi giờ nó biết ăn nào mà nó cứng đừng có thầy nói nè đừng có làm những điều dạ dột em hiểu không nói chung là giờ cái mẹ điên sao mày cầu mày nó lòi tiếp mày quên mày ngu đủ mẹ mày bây giờ mày có hai sinh mạng nha mày chứ không phải mày nghĩ cho mày đâu không không sao đổi mấy đứa nhỏ thì nó sung chú mày sao kệ nó mày mẹ mày cái lầm lỡ cái tuổi trẻ mày nói chứ vậy tao một hai đứa nói cho mày đây 30-40 người bây giờ nó trâu bò sao mày cái râu em nó mặc cái dài là anh đã nghi rồi anh này cho em ở tao mày ở tao vợ tao đâm mày mày điên chào mày nói chuyện mày mày biết vợ vợ tao giờ em ở hai chúng nó là không được rồi á cho em ra chuồng heo mà ở cùng rồi
ví dụ người nào ra cho em thì em nên làm, nên kêu người đó. Hay là giờ em báo công an mày đi. Bây giờ nhiều người quá, tao biết rồi. Bây giờ nè, bây giờ em báo công an đi cho mẹ em công an nó tìm mày cho giùm, tụi anh biết ai mà nói. Đúng không? Nó xét nghiệm đồ mày ADN gì đó. À mà cái nó dở dại dữ vậy. Giờ em gặp người ta mà em có nắm tay với em nói chuyện không mà không hiểu sao em không dính nữa. Mẹ đổ mét tiệt thế mày không nghĩ sao luôn hả? Mẹ tao không nghĩ sao mà thằng nào mà nhìn mạch đó. Tiếp. Nói chung giờ em đừng có suy nghĩ nữa. Giờ cứ ai giờ. Đây em giờ nó tàn rồi, nó bớt tắt từ đây rồi. Em cứ đây. Cố rồi mà mày nuôi thêm. Đã cố mà chưa đủ ăn mà nuôi thêm đứa con mày lấy gì mà ăn mày. Lên. Mày đánh nó tiền lương cho nó. Nói mày lên con mày. Chứ giờ đầu mày nó nuôi hai người á chứ không phải một người đâu. Tăng lương đó đuổi việc nó luôn đi. Mẹ mày mai sau nó có bụng đâu, nó nghĩ anh em trong tim mày làm nó nữa, người ta không nghĩ vậy nữa. Nên mày tăng lương mà đuổi việc mẹ từ đầu đi. Chứ sao nữa? Gan lứa thì giữ mình đi. Rồi sao? Mày chung giữ mày. Má tôi 18 tuổi đều mà bộ cái tướng như con nhái à. Má tôi 18 tuổi đều mà nâng lắm sao vậy? Bao mốt. Mày nói nhiều cái giết cho mày. Không bó không. Mày nói gì từ 3 4 tuần. Đâu đừng có nói tục đều cái đầu luôn. Em xin lỗi mấy anh, giờ mấy anh giải quyết cho em thử. Anh giờ thứ nhất anh xót nhận lựa cho em thử cái này phở là bị dính rồi hơi vạch rồi không? Coi thử mày nhiều khi mày sai á, đụng mày mày tính cái vạch nước tiểu sao? Hơi vạch màu đỏ đó, phải không? Cái vạch này khác mấy kìa. Nhìn ngang ngay luôn á, nhìn thử thiết cũng giờ mày có màu không mà nhìn thử đi. Cái gì? Cái động này mày đi làm sao vậy? Quỳnh, coi cái gì vậy? Cái động của mày Covid của 19 rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Mẹ mày bị điên trong má sao lại nó bạch gì vậy? Tính nó hơi bạch đây. Chết tôi rồi đâu, cái mẹ tao chết tôi rồi. Mẹ chết tao rồi. Mày thấy mày đâu vậy? Chết rồi. Mày đi chỗ khác ra coi. Buồn lắm em ơi, anh trách ta mai bây giờ. Mày không cần du, mày không cần du, chắp tay xin lạy. Cuộc sống xa nhà nhiều khi tự nhiên khiến con mỏi mệt. Cuộc sống xa nhà mẹ cha hỡi con bóng thấy nhớ nhà. Xe ta bon trên những dặm đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đeo đuổi. Thôi bây giờ đứa sau mình cũng đi cách ly với nhau mà thôi.
mày bị tôi đang vô. Bị tôi đang vô. Mày gọi nó nhờ nó luôn đúng không? Chứ mày anh em mình đi cửa này bữa giờ tao cắt lên còn 4 ngày rồi á. Mày cứ cái gì tìm lên nhà mày nó đi gì vậy? Những chữ mày. Ủa mày không phải mày. Mày cái hũ cho mày khó thở quá. Tao với con điên kia mày bịt lại mày chia đây. Con mẹ nó. Chắc tao điên tao quanh tiếng mẹ mày luôn á. Tao điên mẹ nó luôn rồi đấy hả? Mày mày dỡ con tao nhà đi kìa. Mày mày gì kìa, nhà nhà nó bị sao? Tao một mình tao bị không thôi. Mày giờ đứa nhỏ nó bị rồi sao mày? Gì vậy em anh? Đi đi. Đi gì vậy? Đi. Đi gì vậy? Không lại mày luôn á. Em đi gì vậy đây? Thôi bây giờ lấy anh gọi bộ y tế rồi thôi em. Bây giờ em đi. Tao đang vô. Em chạy lên xe em báo ơi. Em lên xe em báo cáo ơi. Đi 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 xà xà đi được. Đi nhanh đi. Mẹ tụi nó căng đổ chồng quá. Nó nói cho nó chạy gì vậy đâu? Gì vậy? Đồ tư, sao gì vậy? Nó sao nó gì ở đây? Đụng mày tao đẩy mày luôn á! Sao nó đi? Chở nó đi! Mẹ em bị mà em chịu. Bỏ cái thằng lên kia không? Mày em có bao ra mày đâu vậy? Đụng lên cha nó mẹ cái mặt mày đeo cái mày còn đeo à? Mẹ cái thằng vô đây! Mẹ mày! Vô mày! Mày! Mày không 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 em về quên. Nói nè, em đi lên khai báo anh nói thiệt em luôn á. Rồi anh lái xe em đi trước đi. Rồi em hơn, không cần thiết hồn lai nào nha. Mẹ mày giờ đường là tao cũng tự tay à. Mày đi đường đó đi, đụng mày cũng đi ngang bên nữa. Mẹ là đường xảo đi về đường dây nữa chứ. Mẹ mày đó mà. Thôi anh bắt anh về, chúc em qua lại. Mẹ mày giờ đúng là chuyện gì chứ. Thôi mẹ mày đem tao tin cho quay. Điều xảo đấy, cuốn sao vậy? Chắc không ngủ dậy, hồi nãy giờ sao chứ? Sao nó không muốn tránh nè, tụi mẹ nó bị ngay ra tụi mẹ. Chị cho sao khu vực ở đây mày lên không? Giờ hai bên... Bữa giờ ở nhà tụi mẹ tiêu dám đi đâu đâu, giờ xuống giật mình to nữa. Giờ này nãy chị nha. Bây giờ mình lên đi khai báo chứ giờ sao vậy? Không đi khai báo rồi cho đụng mé vợ chuyện này muốn đơn nhẹ không dám về nhà đâu. Cho tao điện vợ tao đụng mé tao xếp hành lý cho tao vậy. Má nó mệt, giữ mày. Alo em ấy. Chắc anh gì ở đâu đủ mà anh mới tiếp xúc như F0 này. Đủ mấy giờ này còn giống nữa mày. Chắc anh đi cái lời á. Có gì em ở nhà em rắc anh uống nha. Đủ mà mệt thiệt luôn. Anh chú anh gặp con cho điên F0 này. Để nha. Em có cần mua đồ hay đồ đó anh tự đi cái lời được. Má khổ quá không. Má nghỉ đi. Mỹ. À Dân. Con đủ mấy giờ chừng mày đủ cho anh đi vợ. Mày đủ mấy anh đi cách ly 14 ngày nữa rồi. Đủ thiết cái tàu nè. Nó mới gì giờ bây giờ đi nữa nè. Mấy anh nó mới giờ giờ chú này gặp là đủ chú làm này gặp cái con cá điên kìa. À đủ bây giờ nó mới khai anh rậu. Đủ anh nãy giờ tiếp xúc gần ở đó nữa chứ. Biết mày hai mặt mà nãy sao chú ngồi nói chuyện như thiệt vậy. Thế giờ tao đi lên rồi. Tao này nữa mà điên chay. Ông em không phải đâu anh em. Chắc anh đóng chém kìa đâu. Anh đã bỏ anh ra. Tao đã chết tao. Cứ đi. Mày giỡn giỡn gì mày. Không biết không có giỡn ở đây mày hiểu không. Bây giờ gọi chi anh em mình đi luôn chứ giờ sao. Giờ lên khai báo lên phường nghe này. Bây giờ mình ép một mẹ rồi mà lên nó gọi là đường nào không vô đây. Đủ mé sao tao khổ dữ mày. Mẹ mày trong nó như cực hình đã đủ mé 14 ngày đồng đẻ của tao về nhà cách ly 7 ngày nữa là 21 ngày á. Mày làm mấy bữa nay giờ nữa rồi mày. Ủa mày bị con đang vô lên mày chọ sao vậy? Anh em nội sống chọ mày. Sao bị con đang vô? Chọ mà không biết chọ đang vô mày. Hồi nãy giờ đúng lên gió rồi. Mày nghe lại con điên này rồi. Mày nói chi nữa? Con điên. Để rồi mấy ngày rồi về cho em mới nghĩ ra mình coi này hay lắm này. Rồi cho mày thôi không đậu mày. Mày đi. Mày đi. Chị My chưa xuống rồi. Tôi chị My. Cô
Tại mày quay đây thì phút mà bưng thấy chưa? Mẹ mày. Mẹ mày. Mẹ thầy. Mẹ em cho thầy em. Mẹ mày hết chuyện anh chàng. Em theo thầy em. Mày giỡn mấy chuyện gì cho đây mày. Mẹ mày đem cái gì? Ừ. Mua ở đâu vậy? Mua hử? Mua về tới đây rồi. Hồi sáng nay anh tìm sáng không giỏi chứ. Được con đi. Sáng chạy lên bệnh viện tao. Trời muốn cuốn. Sáng chạy bệnh viện vô chỗ mấy thùng rác á lục mấy cái đây nè, trùng mệt ơ mình luôn. Chi? Thì mấy người nào mà dương tính tao lụm về đó làm clip chứ. Mày lụm đâu? Lụm ở trên mấy chỗ bệnh viện á. Mẹ mày. Con gái.